Em xin chào các bác nhé. Đây là Hyundai i10, bên em đã hoàn thiện xong rồi đây. Billet V3, nhiệt độ màu 5800. Rất đẹp đúng không ạ? Rất sáng, rất đẹp. Chúng em vừa thực hiện lên chiếc Hyundai i10. Bật giúp anh cái đèn em ơi. Đá pha nè. Ok. Đá pha liên tục giúp anh. Bi hai chế độ các bác nhé. Rất sáng đúng không ạ? Giải pháp tăng sáng rất là hiệu quả. Sản phẩm bảo hành từ 36 tháng. Các bác quan tâm tới giải pháp tăng sáng thì hãy để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin chào các bác nhé.